Trước đây chỗ này là nơi làm việc của mẹ anh. Chính ở đây mẹ đã dạy cho anh cách pha màu, dạy anh những điều cơ bản của hội họa và điêu khắc. Sau khi mẹ mất, anh đã từng có ý định nối nghiệp của mẹ, nhưng bà lại muốn anh bước vào thương trường để kế thừa gia nghiệp. Thật sự đây là nơi từng chứa Hàn Quốc cấm sao? Thanh Vân, em sao vậy? Em thắc mắc là tại sao trước đây anh lại cấm không cho ai đặt chân vào nơi này, rồi phòng riêng của anh nữa. Em đã từng tò mò không biết bên trong có chứa đựng những thứ quý giá tới cỡ nào, nhưng hôm nay anh cho phép em vô đây, em đã chính mắt nhìn thấy rõ ràng. Đâu thấy có gì đến ra lệnh cấm. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh liên tiếp mất đi hai người thương yêu, một người cha mà anh hết lòng ngưỡng mộ yêu kính, một người yêu sắp đến ngày cử hành hôn lễ. Em có hiểu cái cảm giác của anh lúc đó là thế nào không? Anh như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Nếu không vì Mỹ Ngọc, mẹ và dì Tư, anh cũng không biết mình dịnh vào đâu để mà sống qua những ngày tháng đó nữa. Anh chỉ còn nơi này là thế giới của mình. Chỉ ở đây anh mới thực sự sống cho mình. Bắt đầu nghi ngờ cái chết của ba anh, Khánh Băng, và thậm chí cái chết năm xưa của mẹ anh đều không phải là tai nạn bình thường, mà là có người hãm hại. Có người hãm hại sao? Tuy là em không hỏi gì, nhưng mà anh vẫn muốn nói cho em biết. Anh giữ hình Khánh Băng lại để nhắc nhở mình không được quên cái chết quặn ức của Khánh Băng, nhắc nhở mình phải tìm cho ra chân tướng của sự việc. Căn cứ vào đâu mà anh lại nghi ngờ điều đó? Anh nói cho em biết đi, dựa vào đâu mà anh nghi ngờ là có người hãm hại gia đình anh? Bây giờ anh cũng không biết nói sao với em nữa. Anh cũng không muốn em bận tâm tới mấy chuyện nhức đầu này đâu. Muốn em không bận tâm thì anh đừng có nói. Anh nói úp úp mở mở như vậy làm em khó chịu lắm á. Anh xin lỗi. Thôi được rồi, anh hứa khi nào nóng rõ sự việc hơn, anh sẽ kể cho em nghe nha. Mà anh có nghi ngờ ai không? Anh đã biểu em đừng bận tâm rồi mà. Không được, ít nhất anh cũng phải trả lời em câu đó. Anh thực sự không biết. Trong thương trường chắc chắn là ba anh có nhiều kẻ thù, nhưng mà thù tới mức giết hại lẫn nhau như vậy thì thực sự anh không nghĩ ra. Có khi nào là sự thanh trừng của nhóm xã hội đen không anh? Sao em lại nghĩ vậy? Thì em coi phim, mấy người thuộc thế lực ngầm á thường thanh toán nhau theo kiểu như vậy lắm. Nhất là mấy người có liên quan tới đường dây bán Hàn Quốc cấm. Trời đất ơi, em đi xa quá rồi đó Thanh Vân à.
ba anh tuy là có cạnh tranh, có kẻ thù, nhưng mà không hề dính dáng gì tới thế lực ngầm gì đó mà em vừa nói đâu. Cái đầu này nè, chắc chắn là nhét nhiều phim hình sự trong đó lắm, có đúng không? Mình đã nói tới như vậy rồi mà anh Duy không có chút biểu hiện gì là khác lạ hết. Hai chị em soạn đồ kỹ chưa? Có còn thiếu gì không đó? Đủ hết rồi. Nhưng mà anh định dẫn đi đâu mà mang nhiều đồ quá vậy? Đi rồi sẽ biết. Đi rồi sẽ biết. Đi thôi. Đi. Yeah. Biển kìa. Tới biển rồi anh hai chị hai. Sắp được tắm biển rồi. Thích quá à. Thích ghê luôn. Đẹp quá à. Bỏ xuống vậy hả? Chị thích mà. Thích giống Mỹ Ngọc, vậy la giống Mỹ Ngọc nha. Bắt chước Mỹ Ngọc nè. Chào biển nha. Chào biển nha. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Yeah. Tắm biển. Thích quá đi. Anh hai đếm nha. 1, 2, 3. Mỹ Ngọc thấy vui chưa? Mỹ Ngọc vui nhưng mà mệt quá à. Một lát nữa mình ra biển, cái mình đi ăn tôm, ăn mực với lại cua nha. À, được rồi. Mỹ Bây Ngọc giờ muốn mình chơi thêm nữa. Một chồng nữa. Dạ. Rồi mình đi ăn ha. Dạ. Nè, để thay dẫn lên. Được, anh hai đỡ lên. Mỹ Ngọc đi lên đầu tiên. Yeah, yeah. Mỹ Ngọc thắng rồi. Mỹ Ngọc thắng rồi. Chị hai thua rồi. Đưa tay. Rồi bây giờ mình đua thêm một vòng nữa rồi mình đi ăn thơm ha. Dạ. Bây giờ cá độ nha. Ai thắng người đó sẽ được ăn tôm hùm, còn ai thua người đó sẽ được ăn tôm tép. Chịu không? Dạ chịu. Mỹ Ngọc nhớ thắng mình được ăn tôm hùm nha. Dạ. Mỹ Ngọc xuống trước luôn đó. Sao Mỹ Ngọc bị ngang dữ vậy trời? Để anh hai đẩy xuống cho. Nè. Nè. Đếm nha. 1, 2, 3. Nè. Wow, lăn xuống tới đầu tiên luôn. Mỹ Ngọc thắng rồi. Yeah, được ăn tôm hùm nha. Ăn tôm tép. Yeah, chị hai ăn cái vỏ của tôm hùm. Đi nào. Nè, Mỹ Ngọc, nhanh lên.